Rồi chú chia sẻ đi. Tôi thì nói chung lại là tôi là dân miền Tây ở Đồng Tháp á. Có một cái gì déo mà coi trên đài này, bây giờ tôi nói với mấy chú á, bây giờ cái thằng này là phải trừng trị nó đúng theo pháp luật mới được. Dạ. Chứ con người với nhau mà nó sử dụng cái kiểu này thì mấy chú cứ nghĩ đi. Nó giống như gan cái thời Pháp mà nó trị những cái thời Pháp Mỹ gì đó mà nó trị những cái người tù ở ngoài đại đảo á. Thấy không? Dạ. Nó hành hạ vợ nó thì mấy chú cứ nghĩ đi. Đây không khác nào như là cái thằng khát máu mà nó hành hạ người Việt mình hồi ngày xưa ở ngoài hòn đảo Phú Quốc gì đó ngoài đó. Dạ. Cho nên là tôi nói với mấy chú bây giờ là cái hình này nó đã lan rộng trên cộng đồng dữ lắm rồi, bây giờ bức xúc cũng dữ lắm rồi. Ăn chung mâm ngủ chung giường vợ chồng mà nó hành hạ con người ta đến cỡ đó như vậy thì cái thằng này là cái thằng cầm thú không còn con người nữa. Cho nên là bây giờ tôi nói với mấy chú hãy bung kinh rộng lên trên mạng này đặng kết án cái thằng này. Bây giờ tòa thì nó có theo như cái tòa án tòa thì nó có chừng nó có quy định hết trơn hết trời. Vợ mà hành hung vợ, vợ chồng mà hành hung với nhau nó có luật hết trơn hết trời. Dạ. Chứ bây giờ tôi nói với mấy chú là bây giờ cái này quá là tôi bức xúc dữ lắm rồi. Tôi gặp cái cháu Giao này cái gương mặt bị như vậy rồi chân tay lên có một số mấy chú YouTube lại quay rồi dở dò dở tay lên thiệt tôi nhìn tôi chịu không nổi luôn. Mà cái cô Giao này là người con gái người ta cũng đẹp gái rồi phải người ta xấu gì đâu. Mà cái thằng chồng này nó lại nó đối xử như vậy đây còn hơn là cái loài cầm thú. Dạ. Yeah. Tôi đang câu đây nè, tôi nói thiệt tình với mấy chú đó nghe, tôi bức xúc còn hơn gì nữa, bà nội cha ở xa quá chứ ở gần nữa. Không được tôi lại tắm nó, cũng đặt cho nó bể cái đầu cái nó đối xử như vậy con nó gì. Dạ. Yeah. Rồi chú nghĩ sao mà khi mà cái người cha của anh Luân này mày vào nói chuyện với bên nhà chú Giao đó chú? Bây giờ cái ông già của cái chú Luân này vô trong này nói chung lại hình như là ổng cũng đã biết con ổng sai rồi, sai trầm trọng rồi. Ổng dùng tiền 5 triệu bạc này thì đúng như là lời của ở bên gia đình của cháu Giao là không có cần tiền. Bây giờ cái điều mà cần nhất á là chị cái thằng con ổng theo pháp luật, còn ổng mà ổng không biết gì á là ổng cũng còn hơi giấu giếm. Tại vì là con ổng hành hung con người ta trên một năm trời rồi mà làm gì mà ổng không biết. Nhưng mà nói vòng vòng một hơi thì em gia cháu Giao có nói mấy cái đợt trước quýnh á thì ổng hay, ông già ổng hay, ông qua ổng can. Nhưng mà mỗi lần ổng qua ổng can thì nó lại làm dữ, nó lại quýnh nhiều hơn. Dạ. Đó, rồi từ cái chỗ đó rồi ổng với bà thấy như vậy rồi cũng bỏ lãng luôn. Đó mà mỗi một lần bỏ lãng luôn thì cái đứa cháu Giao này phải chịu cực hình như cái nào. Tại vì là như cháu Giao có nói là mỗi lần ổng qua ổng can á thì cháu Giao bị đòn nhiều hơn nữa. Như vậy thì nếu như mà nói cái chuyện mà biết như vậy thì không phải là ổng nói ổng không biết. Ổng phải biết chứ ổng nói ổng không biết là ổng đúng. Nhưng mà có một cái đợt ổng nằm bệnh viện là cái đợt mới gần đây á, là ổng hôm nay là có đợt sau này là ổng không hay. Chứ còn cái tình trạng mà đánh cặp con người ta cả năm mấy trời rồi đừng có nói chi, ổng quả biết luôn cả thằng con thằng anh ổng gì tôi nhà hình như là biết hết trơn luôn chứ ổng cũng không biết. Cũng như theo chú mà chú có một đứa con gái như vậy thì chú sẽ hành xử như thế nào chú? Tôi nói với chú nếu như mà tôi có đứa con gái như vậy thì nó có hai phần. Phần thứ nhất là những cái người có tính nóng, có tính hồ đồ thì có thể vì con mình mà mình làm tầm bậy theo người ta luôn. Dạ. Còn những cái người mà ta bình tĩnh, những người như tôi vì tôi nói thì nói cho tôi cũng biết, tôi cũng hiểu pháp luật. Cho nên là cái tình trạng của cái cháu Giao này là mấy chú phải hoạt động cho cộng đồng nó mạnh lên thêm, kết án cái thằng này tại có luật pháp mà. Cái con cháu mà trong nhà mà mình bị người ta đối xử thì không phải đồng được gì tôi không, mà ai cũng vậy thôi. Thí dụ sống gần với nhau đi mà con tôi hoặc là cháu tôi dâu tôi hay gì đó mà bị như vậy thì ngược cảnh lại là tôi hay là mấy chú thì chắc cũng thế thôi, chắc cũng nhịn ra không nổi đâu. Dạ. Nhưng mà cái thời đại này là cái thời đại bây giờ đã có luật pháp cho nên là bây giờ là cái bộ luật nó có quy định đâu đó rõ ràng hết rồi chú ơi. Dạ.
vợ chồng sống chung với nhau mà hành hạ đến chỗ đó, bạo lực đến chỗ đó thì theo quy định luật pháp không hết. Tôi tin tưởng là sau khi mà mấy chú đăng những cái clip đăng tải mạnh cộng đồng này lên, nếu như mà luật pháp nó đã có ra luật thì thằng này phải xử theo luật, tại vì luật pháp nó có sẵn hết trơn mà. Dạ. Có một số anh em YouTube lại ngay nhà nó quay, nó còn đòi, nó cũng còn muốn sân si, nó định lấy hàng nóng gì nó chơi nữa. Bà già nó ra đứng trang la la tôi nghe sao không, tôi mà tôi coi tôi thấy sao không. Dạ đúng rồi. Cho nên là mỗi một lần mà thấy cái cử chỉ, cái thái độ của thằng này á, là nó là cái thằng dữ lắm rồi, nó hồ đồ hỗn độn, nó lưu manh lãng tử, nó dữ lắm chứ đâu phải là cái người mà có cái trí thức ăn học mà bình thường vậy được. Dạ. Còn cái phần của ông già nó, ông già nó là có mấy cái chú YouTube có hỏi gì chứ, rồi ở nhà cháu lưng này sao, ổng nó cũng bình thường, cũng bình thường, ổng nói không có gì nó cũng bình thường, là cái này ổng giấu á, chứ làm sao mà bình thường được. Dạ. Tới đánh con người ta như vậy, ổng ra hay ổng qua ổng can luôn, ổng can không được rồi ổng bỏ về bên nhà, thì mỗi lần bỏ về bên nhà thì con người ta bị nặng thêm. Mà cái chú YouTube nào tên gì tôi quên rồi, quay hỏi ổng gì chứ cháu lưng ở nhà làm sao, làm sao với gia đình. Ông nói nó cũng bình thường, nó cũng bình thường. Nếu như mà nó mà bình thường thì ổng mắc bình thường. Con cái như vậy rồi mà cũng còn giấu nữa. Đúng ý ổng vô cái clip mà ổng đi vô tới trong nhà của bên cháu giao rồi. Nếu như mà ổng là người biết sai, người ta đã mũi dạy lái chịu lòn, ổng mới quỳ xuống ông lại, ông năn nỉ cháu giao chứ, mà không biết người ta tha hay không nữa chứ đừng có nói mà để lại có mấy triệu bạc mà nói vô định là cho nó qua chuyện. Với lại khi mà lại nhà hỏi thì ba của anh Luân này cũng muốn là chị Giao này về ngoài đó để cho ba của anh Luân điều trị, rồi cũng mong muốn là con của chú sẽ sửa đổi, muốn Luân sửa đổi đó chú. Tôi nói với chú á, nếu như mà ổng có trách nhiệm mà ổng lo bệnh tình đâu đó đàng hoàng thì cái đó ổng là một cái người hiểu biết còn có cái lương tâm. Còn cái chuyện mà cháu Giao này mà muốn ở lại với cái thằng chồng này theo như tôi đó là dứt khoát không còn ở được nữa. Yeah. Không ở. Chứ thằng chồng nó như vậy rồi mà ở làm cái gì nữa, dù thương xính xe mười vàng gì đi chăng nữa cũng không ở nữa. Còn cái ông già chồng, nếu như mà ổng muốn lo lắng cái bệnh tình cho cái cháu Giao này đó là cái đó cũng như là cho ổng nhẹ cái lương tâm gai gứt cái chuyện làm của con ổng sai trái với gia đình người ta thôi. Thì ông làm cái đó là cho ông nhẹ lương tâm bớt, thì cái đó là tôi thấy cũng được, cũng tạm thông cảm được. Nhưng mà còn cái chuyện mà nó ở chung với cái thằng chồng này, thôi xin đừng, xin đừng có ở với cái thằng này nữa. Dạ. Vợ chồng với nhau ăn chung mâm ngủ nhung mùng, người ta đang có bầu, ở với người ta có bầu, rồi mỗi một lần ở tại sao mà mình ăn ngá với vợ con mà tại sao mình lại làm như vậy. Cái thằng này hình như là nó có chơi hàng nóng, nó chơi thuốc lắc, nó chơi ma túy mà đá gì đó chứ đâu có ai ở đâu mà vợ chồng ăn ở với nhau mà lại hành hạ con ta vậy đâu. Mấy chú thử nghĩ coi cái thằng này nó không phải bình thường. Không, con có hỏi rồi là cái chị mà lại nhà hồi 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 trưa này á, cũng có hỏi là thằng Luân này nó có chơi đá này không, thì là gia đình nó là không có chơi, nó cũng bình thường vậy đó. Tôi nói với mấy chú cái này tôi cũng không dám khẳng định là nó có hay là không, nhưng mà nếu như mấy chú hỏi ai chứ mấy chú hỏi vòng vòng anh chị em ta, người ta nói là cho ruột ăn chọc ruột cũng đau, máu chảy thì ruột mềm. Dạ. Cũng chưa có chắc là nó phải như vậy đâu. Bây giờ muốn biết nó có ma túy, nó có chơi hay không, bảo đảm với mấy chú bây giờ bên ngành công an ta có cái que test. Từ khi nào mà công an mời nó làm việc đó rồi đó là bắt đầu người ta có thể là người ta sẽ tiến hành, người ta test làm quay diêm đó là mới biết nó có hay không thôi. Dạ. Chứ còn chị em của người ta máu chảy ruột mềm, cho nên là mấy chú hỏi mấy chú đừng có nghĩ rằng là chị của thằng đó hoặc là anh của thằng đó nói không là không, chưa chắc. Dạ. Chứ tôi thấy có mấy chú lại quay đó, tôi thấy cái tử chỉ cái thái độ của nó sao mà tôi cũng nghi nghi thằng này quá, chứ còn cái trước mắt thì thấy thằng này là dân du côn rồi đó. Dạ. Không bao giờ nào tránh khỏi cái vụ này. Mà mấy cái thằng du côn này tôi nói với chú, nó cái chừng phe phái của nó chơi không phải là nó không đâu, mà nó chơi còn thành băng thành nhóm nữa chứ đừng có nói mà nó không có.
cái con của người ta, trời ơi trời, cháu giao này là đứa đứa một người đàn bà người ta ngộ gái, đâu phải người ta xấu ở đâu mà gặp cái thằng chồng khốn nạn này ăn ở với người ta, ở thì sướng cho bản thân, rồi ở xong đàng hoàng cái đem con người ta ra hành hạ đến cỡ đó, có phải con người hay là thú gì chứ, con người người gì kỳ cục. Dạ cái này nó thiệt, với mấy chú lên án mạnh mẽ luôn. Còn cái tiền 5 triệu ông già đó ông đưa thì nói chung lại là gia đình không nên nhận. Còn nếu như mà ông muốn lo cho cháu giao để cho nó lương tâm, ông nó đỡ đi dứt vì cái chuyện của thằng con ông đã tạo ra đó, thì ông làm như vậy theo như tôi thì cũng được đi, cũng tạm là cho ông lo bệnh tình cũng được đi, cái đó là cho ông bớt đỡ cái tội của thằng con ông làm ra đó. Chứ còn cái chuyện mà nếu như mà hai đứa mà ăn ở lại thì nói chung là tôi nói chú, vợ chồng không có ai muốn là mình nhúng tay vô, mình kêu vợ chồng người ta thâu với nhau, chân làm cái đó nó tội dữ lắm. Dạ. Nhưng mà nó cũng phải tùy theo một cái trường hợp. Chứ bây giờ tôi nói với mấy chú, bây giờ ngược cảnh là đừng nói chi là tôi như mấy chú đó nè. Mấy chú sống với một con người mà nó như vậy rồi, thì nếu như mà gắn kết lại nữa đó, thì tôi nói chú là ngu tầm ngu, mã tầm mã, chứng nào tật nấy nó vẫn như thinh vậy, rồi lúc đó chết con người ta luôn, cứ chừng tay trốn về không được luôn. Dạ. Bây giờ thôi, bây giờ chú có cái lời nào mà muốn gửi đến cái anh Luân này không? Tôi thì nói chung là tôi gửi đến với cái chú Luân này á. Bây giờ cái lúc này là công an, theo như tôi biết, sớm muộn cũng phải vô cuộc thôi. Dạ. Bây giờ cái chú Luân này mà nếu như còn lương tâm lương chi, biết cái chuyện làm của mình nó sai trái như thế nào đó, thì mình phải có một cái lời lẽ như thế nào với những cái anh YouTube lại quay, hoặc là tìm cách như thế nào năn nỉ vợ con để cho vợ con là nó còn thương, nó tha thứ cho, để cái chuyện mà tù tội nó đỡ một phần nào. Cái đó nếu như chú Lưng làm sai, biết nhận sai, thì cái đó cũng còn có thể ở bên của cháu Giao, người ta có thể người ta xứng xái như thế nào đó. Dạ. Chứ còn mà nếu như vẫn khương khương nghĩ như ta không có gì hết, không ai làm được gì ta, chú càng nghĩ cái đó là cái đoạn cái đường đi của chú càng bế tắc thêm. Cho nên là sau clip này tôi mong chú nên suy nghĩ kỹ lại, mình đã sai trầm trọng rồi thì mình phải làm như thế nào, phải nhận cái sai để cho cộng đồng những người bức xúc như tôi, người ta mới nhẹ nhàng, người ta mới nói những cái lời tốt đẹp về chú được. Rồi tôi xin hết chú ơi, vậy đó, ý tôi là tôi muốn gửi chú Lưng vậy đó. Rồi con cảm ơn chú rất là nhiều nha. Rồi rồi, ok.